Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi Mbot khi mà các bạn sử dụng trên Windows 10. Trên Windows 10 thì đôi khi các bạn hay bị cái lỗi nó khởi động, khi khởi động cái Mbot Connect thì nó sẽ báo cái dòng như thế này, đó là too many port were made to a semaphore. Đây, vậy thì cách xử lý như sau. Đây mình sẽ làm ví dụ. Đây là cái phiên bản Mbot Connect mà mình đã tải về. Cách sử dụng nó thì mình có một video hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó rồi. Còn nếu như bạn bị lỗi, các bạn cứ thực hiện y như thế này là được. Trước tiên mình sẽ thử cho các bạn cùng nhìn cái lỗi. Đó, nó báo lỗi như thế này. Mình đã cứ chọn OK. Và nó không chạy được. Nó có chờ vẫn bao giờ nó cũng không chạy được. Vậy thì cách xử lý như sau. Nếu các bạn đã lỡ chạy rồi thì các bạn thực hiện vào thao tác, vào chuột phải chọn tắt manager, và chúng ta tắt cái Mbot Connect đang chạy lên đi, nên tắt tránh bị lỗi. Tiếp theo chúng ta xử lý, đây chính là cách xử lý này. Chúng ta nhấn chuột phải tại cái file Connect, chọn vào mục Pro và tài, mình nháy vào cái tab compatibility. Ở dưới này chúng ta, nếu như mà máy nào các bạn có cái mục, có cái hình cái nút ở dưới này thì các bạn tích vào đây, còn nếu không thì các bạn chỉ cần tích vào mục run this program at an emitter, nháy vào đây là xong. Còn nếu như mà nó có cái nút này thì các bạn nên chọn vào đây và tích vào bên trong này, chọn apply, OK. Và khi này các bạn nhìn thấy, nếu như các bạn có cái nút dưới này, các bạn nhìn thấy ở đây cái mục này đã được ẩn xuống, nó tích sẵn rồi, ẩn xuống. Nên là chọn vào mục tiếp theo là apply và OK. Và bây giờ chúng ta cùng thử xem nó chạy như thế nào nhé. Mình sẽ khởi động. Và các bạn nhìn thấy cái khung này nó hiện lên rồi, và nó không còn cái dòng lỗi như lại báo lên nữa. Và chỉ cần chờ một chút nữa là cái Mbot nó sẽ được khởi động. Đó. Ở đây quảng cáo của cho Mbot. Ở đây. Như vậy là chúng ta đã khởi động xong cái Mbot, không còn bị lỗi. Cái lỗi rất là khó chịu đấy nữa, đúng không ạ? Đó chính là cách sửa. Còn ở đây các bạn nhìn thấy not login thì lý do tại sao thì các bạn có thể xem ở cái video hướng dẫn sử dụng Mbot. Ở đây mình nói thêm nữa là các bạn muốn nó nhanh thì nhấn vào login, còn không thì bỏ đó, một lúc nữa nó cũng sẽ tự login được. Các bạn nháy vào login ở đây là sẽ login được luôn, còn không thì các bạn chờ một lúc nữa nó tự login. Trên đây là bài hướng dẫn sửa cái lỗi too many ports were made to a semaphore. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.